Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cường Tây Nguyên. Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Hôm nay mình đi phát cỏ các bạn. Thì sẵn tiện thời gian nghỉ thì mình cũng tranh thủ sắp xếp chút thời gian review một cái đoạn clip ngắn này để trả lời những câu hỏi của các bạn luôn nhé. Thì trong thời gian qua thì mình cũng đăng rất là nhiều cái clip chia sẻ đến bà con cũng như các bạn những cái kỹ thuật giống như chúng ta canh tác cây cà phê cũng như cây hồ tiêu. Thì cũng được sự đón nhận của bà con cũng giống như quý vị các bạn rất là nhiệt tình ủng hộ kênh của mình luôn. Thì mình trước khi làm clip này thì mình cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý vị cũng như bà con, bạn bè thân hữu. Và chúc bà con nhà nông mình là có một ngày mới thành công và có một buổi tối thật là vui vẻ ấm áp cùng gia đình thân yêu mình nhé. Thì trước đây mình cũng làm rất nhiều clip rồi. Mình chia sẻ những cái kỹ thuật cũng như những cái kinh nghiệm, những cái thất bại và thành công của mình đều chia sẻ đến các bạn hết. Thì vừa rồi cũng có rất nhiều bạn hỏi mình luôn và cũng gửi những cái hình ảnh qua cho mình nữa. Thì nói thật các bạn, mình cũng rất là ngại luôn đó. Trong thời gian qua là cái ở Đắk Nông mình đây là nói chung cái thời tiết nắng hạn khá là nắng hạn luôn. Thì nói chung riêng như mình nói riêng, bà con nông dân mình rất bề bộn trong cái việc là tưới tiêu cho cái vườn cây nhà mình. Còn riêng mình nói riêng thì mình nói thật các bạn, mình về ăn cơm xong mình chỉ lăn đùng ra mình ngủ luôn. Nhiều lúc các bạn hỏi thì mình có xem clip đó nhưng mà mình vẫn không trả lời các bạn nữa. Thì cái đây mình thành thật xin lỗi và các bạn thông cảm bỏ qua cho mình rất là nhiều nha. Thì mình không có vòng vò nữa thì mình sẽ trả lời các bạn ngay bây giờ luôn. Thì những cái hình ảnh các bạn gửi đến cho mình thì mình sẽ review cái vườn cà phê nhà mình. Thì vườn cà phê nhà mình cũng đã bị cái tình trạng bệnh như thế này rồi. Mời các bạn cùng theo chân mình để xem rõ hình ảnh như thế nào nhé. Và đây các bạn, đây là một cái cây cà phê thiện trường, cái giống cà phê thiện trường. Đó, trong này các bạn thấy, các bạn nhìn cho kỹ nè. Cái cây cà phê này rất là xanh mà có một cái nhánh màu vàng trong này. Đó, các bạn nhìn kỹ là có một nhánh màu vàng. Mà cái nhánh cà phê này cũng có nhiều bạn là đã gửi hình ảnh qua cho mình rồi. Là hỏi là bị cái căn bệnh gì. Thì mình nói thật các bạn, mình cũng đã thí nghiệm về cái này rồi. Cái này thì xuất hiện không lâu đâu, mới cách đây hơn một năm hoặc hai năm nữa là lui lại đây là do ở tỉnh Đắk Nông mình đó. Còn riêng các tỉnh bạn thì mình không biết, nhưng mà riêng Đắk Nông mình là cái này là mới xuất hiện đây chứ trước kia là không có. Chỉ có nấm hồng, nấm đột, rỉ sắt, rỉ đồ, nấm đen, nấm vàng gì đó. Còn riêng cái này là không có. Các bạn thấy nè. Đó, cây cà phê rất là xanh nhưng mà lên là có mấy cái tay màu vàng như thế này. Thì mình cũng đã từng thử nghiệm rất là nhiều cái loại thuốc nấm có để mình phòng, để mình trừ cái này. Nhưng mà cái này mình coi là không phải bị nấm các bạn. Từ ngoài vô trong không có dấu hiệu nấm. Thì mình nếu mà theo con mắt thường mình đó là mình nghĩ là mình không có thể tìm hiểu ra được. Nhưng mà mình biết đây là một cái loại côn trùng chích thuốc gây virus. Đó, cái này là mình trả lời các bạn như vậy. Chứ mình cũng không phải là chuyên gia cho nên mình không dám kết luận chính xác, nhưng mình bảo đảm các bạn đây là một cái loại côn trùng chích thuốc vào những cái tay cà phê non. Đó. Là nó gây ảnh hưởng đến cây cà phê, là cái tay cà phê bị chích thuốc nó sẽ chuyển qua cái màu vàng như thế này. Chứ đây không phải bị nấm. Mình nói thật các bạn, không phải bị nấm mà cũng không phải bị bệnh luôn. Đây là côn trùng chích thuốc. Bây giờ mình đã thử rất nhiều loại thuốc nhưng không có trở lại màu xanh. Chỉ có cắt bỏ mà thôi. Đó. Thì mình làm cái clip này thì mình mời các bạn bỏ chút thời gian lắng lại cùng theo chân mình để xem cái vườn cà phê mình nó bị nhiều nên nó bị ít nhé các bạn. Thì riêng ở cà phê vườn mình ấy thì có nhưng mà không có nhiều. Mình nói thật các bạn là không có nhiều, rất là ít. Rất là ít. Đó. Hiện tượng mọt đục cành thì nhiều nhưng riêng cái bệnh này là rất là ít. Cũng có chứ không phải là không có, nhưng rất ít.
Hình trường cũng khá là nắng luôn nha, nếu hình ảnh mà có gì không rõ rồi các bạn hết sức thông cảm cho mình luôn nha. Mình quay cho các bạn xem là cái bệnh này nó có tác hại không, là cái bệnh này cũng không đến nỗi mà tác hại mà nguy hại đến cây cà phê các bạn. Đó, vườn cà phê mình nó cũng như thế này đây, nhưng mà bệnh hoạn thì cái bệnh này là rất là ít luôn đấy. Thì trước ống kính mình sẽ quay cho các bạn xem luôn nhé. Thì vườn cà phê hiện tại vườn cà phê mình nó vẫn bị cái bệnh này, nhưng cái bệnh này là đó, các bạn thấy bụi cà phê rất là tốt này, cây cà phê rất tốt, nhưng mà khi lên đó các bạn thấy chưa, mình kéo sát đây các bạn xem nhé. Đấy, các bạn thấy cái nhánh màu vàng rõ ràng chưa, xung quanh xanh hết, chỉ có hai nhánh màu vàng. Cái này các bạn phun thuốc trời cũng không bớt nữa, bây giờ mình đã thử hết rồi. Cái này theo mình xác định là do một cái con côn trùng chích thuốc nào đó chích vào những cái cành này, nó gây cái virus là nó hư luôn cái cành cà phê này, nó chuyển qua màu vàng. Nhưng mà bệnh này không lây lan, mình nói thật các bạn là không lây lan. Mình sẵn đây mình tranh thủ chút thời gian review để trả lời các bạn là như thế. Còn vườn cà phê của mình thì mình nói thật các bạn là rất là ít luôn. Nó lâu lâu cũng có bị, cho nên sẵn đây mình sẵn mình có bị mình mới trả lời các bạn được đó. Đấy các bạn xem nè, các bạn thấy rõ ràng cận cảnh chưa, cây cà phê rất là xanh luôn, chỉ có một nhánh vàng này. Cái này mình nói thật với các bạn là cắt bỏ thôi, cắt bỏ chứ còn riêng cái này nó cũng không lây, mà các bạn phun thuốc gì cũng không bao giờ bớt luôn. Mời các bạn bỏ chút thời gian theo chân mình tí nữa nha, mình sẽ review những cây tiếp theo của cái vườn nhà mình bị nhé các bạn. Năm nay thì ở Gia Nghĩa mình nắng nóng khá là dài luôn, các bạn thấy cà phê đậu trái như thế này. Nhưng mà nếu tưới không đủ thì dẫn đến tình trạng mùa đến này là bà con mình sẽ bị thất bại. Đậu trái khá nhiều. Riêng cái vườn nhà mình thì cái khâu nước là tạm ổn định, còn ở bà con Gia Nghĩa mình là cũng có một số bà con là khá là đau xót luôn. Có nhiều bạn là nguồn nước đủ thì cái kinh tế mà mua nhiên liệu để tưới thì không đủ, riết họ cũng chấp nhận bó tay hoặc là tưới nhỏ giọt để cứu cây. Đấy, còn có một số bạn là không đủ nguồn nước để tưới nữa. Cà phê đậu khá nhiều luôn, nói các bạn đậu rất là nhiều luôn. Mà nếu mà thời tiết mà thuận lợi là bà con mình sang năm trúng, là riết hồi là không trúng là do cái nước mình không đủ này, nhiên liệu đắt quá tưới không nổi. Mình sẽ review cho các bạn xem vườn nhà mình thì cũng có cái virus này, nhưng mà ít, rất là ít. Đây đấy, mình cho các bạn xem nhé, đứng vào mát mát xíu thôi, nắng dữ đó. Các bạn thấy cái cây cà phê của nhà mình chưa, các bạn thấy rõ ràng chưa, đấy rất là xanh luôn, nhưng mà lại có một anh vàng vàng, một cái vàng như nghệ nằm đây, các bạn thấy chưa, đó chính xác chưa. Cái đây là những cái hình ảnh các bạn gửi cho mình đó, là mình biết đúng y rồi. Các bạn cũng rất là băn khoăn về cái vấn đề này. Đấy, mình sẽ kiếm một cây nữa mình cho các bạn xem nhé. Vườn nhà mình thì có chứ không phải không có, nhưng mà rất là ít. Đây, mình sẽ đứng ra mình quay cái bụi này cho các bạn xem luôn nhé. Nắng khá là nắng, mình ngồi xuống đây mình quay lên rồi. Đây các bạn thấy như riêng cái vườn cà phê mình, như cái bụi cây cà phê mình đây là nói chung là rất là đẹp luôn. Nói chung là nhìn qua là các bạn biết gốc rễ là không bị bệnh hoạn bất cứ một cái gì. Mà đây là giới thiệu các bạn là giống cà phê thị trường. Đấy, các bạn thấy xung quanh là trái rồi, rất là đã luôn. Rồi mình sẽ cho các bạn xem cái hiện tượng giống những cái hình ảnh các bạn gửi cho mình nha.
Đấy, trong một cây cà phê có một màu xanh như thế này mà chỉ có một cái cành như thế này. Mình zoom hơi quá. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, các bạn thấy rõ ràng luôn. Cây cà phê rất là đẹp luôn. Đây. Rất là đẹp. Mình quay rất là chậm cho các bạn xem luôn nhé. Cây cà phê rất là đẹp. Đó, lên ngọn luôn là qua này. Đó, lọt vô một cái cành như thế này. Đó, thì sẵn đây mình trả lời các bạn là nếu mà bị như thế này, chúng ta lấy kéo chúng ta bấm cắt đốt luôn. Ngoài ra các bạn không nên mua bất cứ một cái loại thuốc gì về xịt, mình đã thử hết rồi. Các bạn phun cái loại gì cũng mất công là tốn tiền vô ích tốn công thôi, chứ không bao giờ bớt được cái bệnh vàng này. Cái này theo như mình kết luận là bị do những con côn trùng chích thuốc đó gây hại cho cái vườn cây cà phê mình thôi. Thì mình bấm những cái này mình bỏ. Còn tốt nhất không có nghe những cái đại lý họ nói này kia mà chúng ta mua thuốc về chúng ta phun là chúng ta tốn rất là nhiều cái tiền thuốc mà tốn cái công các bạn phun thuốc nữa. Mà cái bệnh thì nó vẫn không có thiên giảm mà nó không bớt tí nào đâu. Bây giờ cái này mình thử hết rồi. Cho nên là sẵn đây mình làm cái clip ngắn ngắn này mình chia sẻ đến các bạn là cái thông tin là như vậy đấy. Nếu mà các bạn vườn cà phê bạn nào mà bị như thế này là chúng ta không nên phun thuốc. Chúng ta chỉ cắt những cái cành này bấm để cho nó khỏi có vướng mắc trong cái bụi cà phê chúng ta mà thôi. Đó, các bạn thấy đó. Nguyên một cây cà phê mà nó xanh như thế này các bạn thấy nè. Trái đầu dưới gốc rất là đẹp chứ không phải nó bệnh hoạn từ gốc mà nó ảnh hưởng lên trên cái cây là không phải. Đấy. Xanh rất là xanh, trái đậu là coi như rất là năng suất mà lại có một cái nhánh màu vàng này. Thì cái này là cái theo như mình kết luận là cái virus tấn công trong cái cây cà phê là bị những cái côn trùng chích thúc đấy. Thì các bạn muốn vườn cà phê các bạn đẹp chỉ bấm bỏ những cái này thôi, còn ngoài ra không nên xịt bất cứ loại thuốc gì. Thì đây là cái sẵn tiện mình tranh thủ chút thời gian làm clip ngắn ngắn này luôn, thì mình sẵn đây mình trả lời các câu hỏi các bạn luôn. Còn ngoài ra thì nếu bạn nào mà hỏi mà mình không có thời gian trả lời thì các bạn cũng hết sức thông cảm cho mình, bỏ qua cho mình luôn nhé. Vì cái thời tiết nắng hạn hơn nữa công việc mình cũng khá là nhiều luôn. Nhiều lúc đi làm về nó mệt quá là chỉ lăn đùng ra mà ngủ thôi. Rồi các bạn nhiều lúc mà không biết là trách móc mình là nói chung tội nghiệp mình. Thì mình xin phép các bạn là mình kết thúc video tại đây nhé các bạn. Đó, thì sẵn đây mình cho các bạn thấy luôn cái nữa này. Như thế này. Các bạn thấy vừa cái cây cà phê này chưa? Nắng quá không biết rõ. Các bạn thấy cây cà phê nào rất là đẹp luôn. Đó, nó lòi ra một cái này. Các bạn thấy rõ ràng chưa? Cái đây là cái hình ảnh các bạn gửi cho mình đây. Thì sẵn đây mình trả lời các bạn là bấm bỏ những cái cành này. Không phun bất cứ cái loại thuốc gì, không bao giờ bớt được cái bệnh này. Đó, mình nói nhắc lại các bạn vậy. Còn bây giờ mình xin phép kết thúc video tại đây nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những clip sau và mới nhất của mình nhé.